សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀប install កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Fastone Capture ដែល Fastone Capture នេះគឺមានមួយងារសំខាន់គឺទីមួយគឺ អាច capture ជារូបភាពហើយបានវែង ពីលើដល់ក្រោម ហើយទីពីរគឺ អាច thought ជា screen video ចឹង ដើម្បី install កម្មវិធីនេះគឺ យើង អាច ចូលទៅ កន្លែងនេះគឺ ខ្ញុំបាន download ហើយ ចឹង គ្រាន់តែ យក mouse ដាំ ហើយ យក extract here Okay មិនតបមកទៀត វា ចាញ់ មក បែបនេះ គឺ ចាញ់ មក ពី បែបនេះ ទី 1 គឺ Fastone Capture setup ហើយ នៅ មួយ ទៀត គឺ readme អញ្ចឹង យើង ចូល ទៅ កន្លែង នេះ មុន Okay, allow you your mouse down. You'll be run as administrator. Okay, allow me your be yes. One to a motel in your be nick. Nick high, one to a motel in your be agree. You'll be install. One to a motel in your be finish. Okay, allow me, we are going to change my back knee. We mean dương ai pra chi free trial 30 ngày hay nâng mùi tiết kì tình bình tái khả năng ní khi mình code dương khi nhóm vô lại gần đàn này enter your registration code dương khi nhóm vô lại này hơi lâu ní lại username bọc nhóm cứ khi nhóm cho từ lại readme ní hãy bạc máu bạn tập một tiết dừng copy ok bạn tập một tiết như dùng copy ở cái loại username này hay dùng password cái loại username hay những mối tiết cứ registration code copy cái loại này copy hay dùng password nó không này ដំណងទៀតយើងយកពាក្យ register okay អញ្ចឹងវាចាញ់ពាក្យថា congratulations អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ okay okay ឥឡូវនេះយើងអាចប្រើបានហើយ okay ឥឡូវខ្ញុំបាន install កម្មវិធី Fastone Capture នេះហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើតេស្តវាសិន ខ្ញុំបើកវាសិន ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាច capture បាន Allocation by talk line is just okay. Line is good. You I pra capture you need to I go ban go to home the young jump ban with a young jump ban from now from line is just young young go your mouth, dear your mouth, bad mouth. I but the more you blame with her. I love you capture. Hai. ຈັ່ງກາຍນີ້ຈຶ່ງອາດກູ້ໃຫ້ບັນທາມກໍບານກູ້ຈະຕົມຫົມຫຼືກໍວົງມູລຕາມແຕ່ບ້ອງບ້ອນຈ້ອງບານມື້ຕິດຈຶ່ງອາດຈະຄືກາຍນາມູ້ຖ້າກາຍນີ້ឲ្យເວດັດໃຫ້ອາດກູ້ຈະຕົມວົງຈຶ່ງກໍບານລະເຮົາຄືມີການທີ່ຈານຂອງນີ້ອາດເຊຈິອສໍ Sorry, I say just saw one thing. Okay, okay, chẳng cái này ní miền mục nghiệp xem tiền đôi chia cái này ní dương ai capture chia lệ khẩn tùm hùng រូបភាពវែងតាំងពីលើដល់ក្រោមមកថតកន្លែងនេះយើងមាននៅខាងក្រោមច្រើនទៀតដែលនេះកន្លែងនេះយើងអាចរត់បានដល់ក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាអាចខាប់ឈើរហូតដល់ក្រោមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើវាហើយចុចលើអាកន្លែងគីនេះសញ្ញាពួនចុះក្រោមនេះបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលឃើញពួរក្រហមក្រហមបែបនេះហើយយើងយក space នៅលើ keyboard របស់យើង អញ្ចឹងកន្លែងនេះវារត់ capture ហើយ រត់ capture ទៅទាំងអស់តែម្ដង អញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ឈប់កន្លែងណាគឺ
dương cron tại chơi space đầu tiên alo à, nhầm space hay ní cứ ở vai để dương bàn cầm nón thang lứ dương capture mà trầm nè hay khang crom nè dương bàn rồi đo trong còi chân việc capture bàn lò mình tiền tăng bị lứ rồi đo crom chân dương ai sale rupee hiệp nị bán hay rồi có ai draw rồi có ai phơi xin xin tiền bàn không nè cái này ní cứ chơi cái này top screen chúng bong bốn ai thọt kì video nơi screen bao nhiêu bàn pin screen đem đong ok lâu khi em xong mình chọn trong tập này bản thân chị bong bốn mình chụp ngọn lấy cứ ai comment nơi hàng cầu bán hay nơi khung description bọc nhóm cứ nhóm nơi mình cho link để ai download cam thi nhị bàn bản thân mà con